Xin chào anh chị em và các bạn. Như đúng lời hứa ấy, thì tối nay mình sẽ livestream hướng dẫn các bạn về chủ đề chữa các bệnh về mùa đông. Như các bạn biết rồi, qua nay thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ấy, thay đổi rất là nhanh các bạn. Mấy hôm trước chúng ta còn mặc áo phông, còn mặc áo ngăn cánh ra đường, mà đến hôm qua, hôm nay, nhất là hôm nay trời vừa mưa vừa rét. Thế thì mình vừa đi ở Bắc Giang về ấy, thì chiều nay đứng đợi xe đến đón ấy, đứng ngoài trời thì rất là rét. Thế thì mình mới nảy ra ý định là tối nay phải hướng dẫn các bạn về những cái cách thức ấy mà làm sao để mình có thể làm ấm cơ thể mình bằng các kỹ thuật của Diện Chẩn, làm ấm cơ thể mình để mình phòng chống được các bệnh mùa đông. Thế thì trong lúc mà mình đợi mọi người lên thì để mình tương tác, mình share ra các trang cho mọi người nhé. Thì mình sẽ đợi mọi người lên để cùng giao lưu với mình. Các bạn đợi một chút nhé, để mình vào trong mạng này, mình chia sẻ này, chia sẻ cho mọi người này. Mọi người có thể tranh thủ chia sẻ cái video này của mình cho trên cái trang cá nhân nhé, cho mọi người nhé. Mình chia sẻ lên cái trang Diện Chẩn Việt một chút, và mọi người chuẩn bị câu hỏi nhé, để mình cùng giao lưu, cùng giải đáp. Mình chia sẻ ra các trang để cho mọi người cùng theo dõi nhé. Các bạn qua nay có lạnh không? Qua nay các bạn có lạnh không? Mình thì qua nay mình về đi dạy ở Bắc Giang. Thế thì mình về đấy thì mình chỉ mang mỗi một cái chiếc áo sơ mi này, một cái chiếc áo len như này, và một chiếc áo đờ mi nữa. Thế thì mình dạy trong lớp thì đông, nên là cứ lạnh thì mình lại cho hơ ngải cứu vào đầu buổi sáng, và hơ ngải cứu vào buổi chiều. Ở đầu giờ học thì phòng nó ấm lên và mọi người thấy rất là sảng khoái, mà hơ ngải cứu xong rồi thì mọi người lại cởi áo khoác luôn. Tuy nhiên nên mình chỉ lạnh nhất là cái lúc mà chuẩn bị ra về, bước ra đường thôi là lúc lạnh nhất. Thế còn trong lớp học của mình thì mình đã có dán cao Salonpas này, có điếu ngải cứu này, cho nên là mình không sợ lạnh. Thế thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao ấy, khi mà mình ra đường ấy, mình có cách thức nào để cho mình ấm hơn không. Mặc dù mình đương nhiên thì mình vẫn cứ mặc ấm như mọi người rồi, đúng nào vẫn cứ phải mặc ấm, rồi khăn, rồi áo, rồi mũ, rồi giày tất, đương nhiên rồi. Tuy nhiên thì dù mặc ấm chăng nữa thì mình vẫn không thể nào tránh được cái lạnh của mùa đông này. Thế thì mình có những cái cách thức nào không? Đấy. Các bạn đợi một chút để mình chia sẻ cho các trang nhé. Mọi người cũng tranh thủ có thể chia sẻ cho những cái người mà mình quan tâm, hoặc là chia sẻ trên cái tường cá nhân của mình. Mình sẽ chia sẻ cho các lớp học của mình, để hoặc là trong câu lạc bộ Diện Chẩn của mình, để cho mọi người đều có thể theo dõi được và giao lưu cùng với mình. Tại vì các lớp học của mình thì sau khi kết thúc ấy, thì mọi người cũng về các nơi làm. Tuy nhiên thì mình cũng hay bận rộn nên là cũng không có nhiều thời gian để trao đổi với mọi người, thì cũng tranh thủ trong những cái livestream này để mình cùng trao đổi với mọi người luôn. Rồi, xin chào cả nhà nhé. Cả nhà nên đông đủ chưa ạ? Bây giờ cũng đông người lên rồi. Mới có mấy phút mà đã có 42 người theo dõi. Mình rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình. Và vừa nãy thì mình cũng chưa định là tối nay livestream đâu, nhưng mà kiểu nghĩ đến cái lạnh của cả một ngày, đang ăn cơm tự nhiên nghĩ ra là tối nay phải livestream. Mặc dù là qua nay mình đi dạy ở Bắc Giang về thì cũng mỗi ngày cũng nói 6-7 tiếng đồng hồ này, nên là tối cũng ngại livestream. Nhưng mà tại vì trước đây mấy cái livestream video trước của mình ấy, thì các bạn biết không, thì khi mình livestream thì nhiều bạn mong muốn là mình mỗi tuần là có thể livestream hướng dẫn một lần. Tuy nhiên thì mình cũng bận rộn quá, tại vì các buổi tối mình cũng đều bận về dạy học mà. Các buổi tối mình đều bận dạy học, và thứ bảy chủ nhật mình cũng bận. Thế nên là nếu vào buổi tối ấy, thì chỉ có tối thứ bảy và tối chủ nhật thôi. Thế nên là mình phải tranh thủ vào buổi tối hôm nay. Thì mình mới có thể hướng dẫn được các bạn. Đấy. Để mình chỉnh lại cái máy quay nhé. Xin chào Minh Phương Bùi, xin chào Trịnh Quyên, xin chào Khang Minh. Lâu lắm rồi mới gặp thầy Hội, chắc không nhớ em đâu nhỉ. Xin lỗi bạn là Khang Minh, thì đúng là thật là mình cũng không nhớ. Nhiều người quá mình không nhớ hết được. Nguyễn Khánh, chào bạn. Diệu Thuận, chào bạn nhé. Phan Hương ơi, cổ vai gáy của em sao rồi? Dạo này có nhiều bức ảnh đẹp lắm, lúc nào nhờ đi chụp cho thầy một số bức ảnh, với nhất là nhờ chụp cho thầy một số cái bức làm mẫu về diện chẩn với các dụng cụ diện chẩn đấy. Nguyễn Thị Phương, hay quá thầy ơi, tim hoa hồng, lạnh thầy ơi. Nguyễn Thị Hãn, chào thầy. Đỗ Thanh Hà, chào thầy Hội. Chào bạn Nguyễn Thị Phương nhé, thầy chỉ cách nào làm ra đường mà không bị lạnh. Ok, tí mình sẽ hướng dẫn. Nguyễn Sơn, chào thầy Hội. Ngọc Hà, chào thầy Hội đẹp trai và tài giỏi. Cảm ơn bạn Ngọc Hà nhé. Sợi Hồng, chào anh Hội. Du Nguyễn Thị Bích, cảm ơn thầy Hội. Nguyễn Hường, chào thầy Hội nhé, rất tuyệt, cảm ơn thầy. Gái họ Nguyễn, đau nửa đầu bên phải quá, làm cách nào để giảm đau được không hả thầy? Đương nhiên rồi, chị gái họ Nguyễn ơi, mình sẽ có cách mà mình sẽ giảm đau ngay lập tức chị gái họ Nguyễn ạ. Phát Hương, em khỏi rồi thầy ơi. Cổ vai gáy của chị khỏi rồi à? Bây giờ sức khỏe sao rồi, ổn không? Nhớ cái vụ chụp ảnh nhá, lúc nào thầy nhờ đi làm mẫu chụp cho thầy ít ảnh về dụng cụ diện chẩn và về chủ đề diện chẩn nhé chị Phan Hương nhé. Vâng, em nhất trí ạ. Chào thầy Hội lên sóng rồi, hay quá. Nguyễn Phạm, cho hỏi cách khắc phục thoái hóa đốt sống cổ và lưng. Cái này đơn giản thôi chị Nguyễn Phạm ơi. Cái này thì em sẽ dành một video chuyên chữa về thoái hóa nhé, lưng với đốt sống cổ nhé. Thầy giảng chữa ho viêm họng dẫn đến viêm tay giữa trị cho trẻ em nhé thầy. Dương Hiền, Nguyễn Hương, chào thầy Hội. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ thì mình bắt đầu vào chủ đề chính nhé cả nhà nhé. Phùng Minh Kim, thầy ơi cho em hỏi, hậu của sốt siêu vi kéo dài 10 ngày làm cơ thể suy nhược và đau nhức kinh khủng, giờ phải làm như thế nào hả thầy? Phùng Minh Kim, rồi chào bạn Phùng Minh Kim. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay các bạn nhé. Thế thì chủ đề hôm nay là gì? Làm sao để giữ ấm cho mình khi mà mùa đông về, nhất là vào hôm qua và hôm nay. Thế thì trong diện chẩn của mình thì có những cách thức như thế này bạn này, cách thức như này. Thế thì để giữ ấm cho mình ấy, có một cái cách thứ nhất mà rất là đơn giản, có một phác đồ ấy, rất là hiệu quả mà hầu như các bạn đều đã biết rồi, đó là gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Thế thì gạch vào lúc nào? Bình thường thì mình thấy là gì, gạch 6 vùng vào ngày 3 lần để chữa bệnh, và gạch một lần vào cái lúc mà mình để phòng bệnh ấy. Thế thì trời rét như này mình gạch lúc nào? Thì cái này ít người biết các bạn này. Ví dụ bây giờ các bạn chuẩn bị bước ra khỏi nhà này, đi ra khỏi nhà này mà trời lạnh thế này, thì các bạn sẽ dùng cây sao chổi như thế này, dùng cây sao chổi như này, thì các bạn sẽ gạch 6 vùng, và các bạn sẽ dùng cái đầu dương này, các bạn gạch này. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách gạch 6 vùng thì nhiều người biết rồi. Tuy nhiên thì mình chỉ thay đổi mỗi kỹ thuật thôi. Mình sẽ dùng cái đầu cây sao chổi này, mình gạch từ dưới lên này. Đây là vùng thứ nhất, gạch dọc theo cột sống. Đấy, gạch dọc theo cột sống này. Bước thứ hai này, xin lỗi, gạch dọc theo sống mũi từ bên dưới lên bên trên. Đây là bước thứ nhất. Mình sẽ gạch như vậy độ khoảng 30 tiếng đếm. Sau đó này các bạn này, mình sẽ dùng cây sao chổi mình gạch vào hõm đầu mắt này, cũng gạch từ dưới lên trên, từ dưới lên trên này. Các bạn nhớ là mình sẽ gạch từ bên trái trước, bên trái, mặt trái trước, sau đó gạch mặt bên phải sau, mỗi chỗ khoảng 30 tiếng đếm. Ở đây thì mình gạch nhanh nhé. Rồi cái vùng thứ hai là hốc mắt này. Vùng thứ ba này các bạn này, các bạn sẽ gạch từ bên này, chân cánh mũi này, bên trái trước này, rồi chân cánh mũi bên phải sau. Các bạn lưu ý là mỗi vùng gạch 30 tiếng đếm hoặc 30 cái. Rồi đến vùng thứ tư này, các bạn gạch này, bên mép miệng này, gạch từ dưới lên trên. Đấy, 30 cái. Và bên phải các bạn gạch từ dưới lên trên. Toàn bộ chúng ta sẽ gạch từ dưới lên trên và từ trái sang phải, cứ lần lượt theo thứ tự từ vùng 1 đến vùng 6 nhé. Tiếp theo này các bạn này, đến vùng số 5 này, vùng số 5 này, các bạn gạch qua lại như thế này. Đấy, qua lại này, vòng quanh của cái hõm ụ cằm như thế này. Rồi Tiếp theo đến vùng số 6 các bạn này. Số 6 này. Các bạn gạch xoay vòng quanh tay như thế này. Vẫn dùng đầu một của cây sao chổi. Gạch vòng quanh như thế này. Đấy, vòng quanh như thế này. Đó, rồi. Hết 30 vòng rồi thì các bạn gạch sang đây. Cũng 30 vòng. Đấy, gạch như này. Đó, như này. 30 vòng. Mình nhắc lại là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này. Vùng thứ nhất các bạn dùng đầu một cây sao chổi gạch từ đầu mũi dọc theo sống mũi lên trên như này 30 vòng, 30 lượt. Sau đó bên hốc mắt ở bên trái 30 cái, hốc mắt bên phải 30 cái, cánh mũi bên trái trước 30 cái, chân cánh mũi bên phải 30 cái, đường pháp lệnh bên trái 30 cái, đường pháp lệnh bên phải 30 cái, vùng ụ cằm 30 cái, vùng xung quanh tai 30 cái, vùng xung quanh tai bên phải 30 cái. Thế thì các bạn cứ gạch lúc nào mà chuẩn bị mình phải mặc đồ này, mình ra ngoài trời lạnh này thì các bạn gạch cái này. Gạch cái này chỉ mất độ khoảng 5-10 phút thôi các bạn, không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ mất độ khoảng 5 phút. Sau đó các bạn ra thì các bạn sẽ thấy ấm luôn. Đấy. Hoặc bây giờ các bạn đi ra ngoài trời xong rồi thì lúc các bạn về thì các bạn có thể tiếp tục lại gạch cái này một lần nữa. Tức là gạch trước khi chuẩn bị ra khỏi nhà, và thứ hai nữa là gạch mà sau khi các bạn về nhà rồi, và các bạn hoàn toàn là dùng đầu một của cây sao chổi này. Được chưa? Đấy. Đấy là bước thứ nhất là gì? Gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết của diện chẩn để làm ấm người, tăng cường sức đề kháng để mình chống chọi với cái thời tiết này. Gạch vào lúc chuẩn bị ra khỏi nhà và sau khi đi ra bên ngoài về rồi. Đấy. Còn đến cách thứ hai các bạn này, cách thứ hai này, hoặc là các bạn có thể làm thêm bước này là bước thứ hai. Thế thì mình ra khỏi nhà rồi mà bây giờ mình ví dụ mình đang đi trên đường, hoặc là mình đang ngồi trong ô tô, hoặc là mình đến một cái địa điểm nào đấy ngoài trời rồi. Như chiều nay ấy, mình phải đợi xe đến đón mà để chuẩn bị đi từ lớp học diện chẩn từ Bắc Giang về, mình đứng ngoài cổng trường ấy. Thế nên mình sẽ phải làm bước 2 làm như thế nào? Bước thứ nhất mình đã đánh 6 vùng trong lớp học rồi, bước thứ hai các bạn này. Các bạn sẽ xoay cổ tay. Các bạn dùng động bài xoay cổ tay này. Thì cái bài xoay cổ tay này là một bài đại giản thuật rất là hay trong diện chẩn của thầy Bùi Quốc Châu thời chế ra. Thì khi mình nắm tay vào như này này thì các bạn nhớ là cho ngón cái vào bên trong và mình gấp các ngón còn lại ra bên ngoài, cho ngón cái vào bên trong như thế này. Thì các bạn nhìn cái hình thù này thì cái này nó như cái đầu này, nắm tay như cái đầu. Vùng này là vùng cổ họng này, vùng này là vùng gáy này, tiếp theo vùng này, vùng này là vùng gì nào, vùng này là vùng bụng tay này. Đấy, vùng này bụng tay. Đấy, để mình chỉnh lại cái video một chút. Vùng này vùng bụng tay này. Đấy, cả hai tay như vậy đó. Thì sau đó các bạn sẽ xoay này, các bạn sẽ xoay nhẹ nhàng chậm rãi, xoay nhẹ nhàng chậm rãi như thế này. Thì các bạn xoay từ chậm cho tới nhanh dần như thế này. Thì các bạn cứ đứng ở cái điểm đợi ấy, hoặc là các bạn ngồi ở vùng nào đấy mà các bạn cảm thấy lạnh ấy, các bạn xoay như này. Thay vì cứ ngồi đấy run cầm cập thì các bạn xoay như này. Đấy, xoay này, cứ xoay này. Đấy, xoay chậm rãi như này, xoay như vậy khoảng 200 vòng hoặc cho đến khi nào ấm thì thôi. Đấy. Xoay như vậy lập tức chỉ trong vòng độ khoảng vài chục đường đấy, bây giờ mình đã thấy nóng rồi, khoảng vài chục đường ấy các bạn sẽ thấy nóng toàn thân, ấm toàn thân luôn. Đấy, mặc dù hôm qua mình không nghĩ nó rét như thế này, thế nên là sáng hôm qua lúc mà mình đi ấy, thì mình chỉ mang một cái áo vest thôi, dẫn đến là mình sợ là chiều nay mình lạnh. Đúng là chiều nay về là lạnh thật. Thì lúc mà đúng đợi xe ấy, thì mình có đánh 6 vùng mà mình xoay như vậy liên tục. Xoay liên tục như vậy thì nó sẽ làm cho mình ấm người này, ấm toàn thân này. Đấy, kể cả trong lúc mà ngồi làm việc trước văn phòng, trước máy tính ấy, mà bạn cảm thấy lạnh trong người ấy, thì bạn cũng xoay như này 200 vòng. Hoặc là các bạn thấy lạnh quá, các bạn có thể xoay hơn, xoay hơn. Đấy, xoay như này. Đấy, cứ xoay, xoay như này. Và trong một cái buổi đợi của các bạn, các bạn chỉ xoay, mỗi tay chỉ xoay một chiều như này thôi. Đang xoay như vậy thì không nên xoay ngược lại như này, chỉ xoay một chiều như này thôi. Một tay xoay một chiều. Đấy, xoay như này. Thì các bạn chỉ cần xoay 200 vòng là toàn thân mình nó đã nóng lên rồi, nó đã ấm lên rồi. Đấy, xoay như này. Đấy, xoay đều như này. Đấy. Các bạn cứ xoay như vậy khoảng 200 vòng hoặc là gì? Hoặc là xoay hơn, có thể đến 300 vòng, 400 vòng cho đến khi cơ thể ấm lên. Thì bình thường các bạn chỉ xoay được khoảng vài chục vòng cơ thể đã ấm lên rồi. Đấy, thì các bạn xoay cái này vào lúc nào? Khi mà các bạn lại cảm thấy mà lạnh này, đứng ngoài trời lạnh này, hoặc ngồi trong nhà lạnh, cứ lúc nào thấy người mình lạnh thì các bạn xoay cái này. Đấy, thì nó sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể lên. Và cái xoay này còn có rất có ý nghĩa như thế này các bạn này. khi mà các bạn nằm trên giường và nhất là các bác ở tuổi trung niên trở đi thì các bác hay phải dậy vào ban đêm và các bác hay dậy sớm, thì mình xoay cái này, nằm ngay trên giường để xoay. Xoay trên này có tác dụng là gì? Giúp cho mình ấm toàn thân, cơ thể nó giãn, cơ thể nó khởi động và nó sẵn sàng ra khỏi giường. Thì khi đó, trước khi ra khỏi giường, các bác vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh ấy, thì cứ nằm trên giường xoay cái này khoảng vài chục cái đến trăm cái đấy, để nó thật tỉnh táo. Thì lúc đó mình bước ra khỏi giường ấy, thì cơ thể mình đã quen với nhiệt độ ở bên ngoài rồi, cơ thể mình đã sẵn sàng rồi, đã tiếp ứng đón nhận cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong chăn và bên ngoài rồi, thì nó sẽ giúp cơ thể mình nó có sức cái đề kháng tốt hơn. Và người ta thống kê rằng ấy, do cái đột quỵ tai biến mạch máu não ấy, chủ yếu là gì? Do cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa nhà tắm và cái trong chăn của mình và trên giường của mình. Thì xoay cái này giúp cho mình là gì? Cơ thể mình sẵn sàng, tăng sức đề kháng, sẵn sàng tiếp nhận với cái sự thay đổi đột ngột của môi trường bên ngoài. Thì các bác nhớ rằng trước khi bước ra khỏi giường ấy, hãy xoay cổ tay này cho ấm người rồi mới bước ra khỏi giường. Ngoài ra thì cái xoay cổ tay này nó còn có tác dụng rất là nhiều. Nó làm săn chắc cân cơ khớp này, nó làm lưu thông khí huyết này, nó làm chữa cổ vai gáy này. Đồng thời cái này nó cũng rất hay là gì? Chữa đau họng, viêm họng. Tức là một công đôi việc, vừa làm ấm người này, vừa chữa đau họng này, vừa chữa đau mỏi cổ vai gáy này, vừa làm săn chắc da thịt này, vừa làm khí huyết lưu thông toàn thân này, vừa là chữa ù biếu này, vừa là chữa khó co bóp các ngón tay này, chữa tê các ngón tay này, chữa thấp khớp này. Và gì nữa, rất tốt cho những người bị liệt, những người bị tai biến. Thì đây là một bài tập thể dục tại chỗ, một bài tập thể dục rất hay của thời 4.0, đơn giản gọn nhẹ, có thể tập được mọi lúc mọi nơi, chỗ nào cũng tập được, và thích hợp với dân văn phòng, thích hợp khi mình ngồi trên xe ô tô, bất kỳ nơi nào đều có thể tập được cái động tác này. Và nhất là gì, vào mùa đông này nó làm ấm người rất là nhanh, một cái đại giảng thuật rất hay do thầy Châu chế ra. Đó là cái cách thứ hai mình hướng dẫn các bạn. Cách thứ nhất là gạch 6 vùng phản chiếu bằng đầu 1 cây sao chổi. Cách thứ hai là gì? Xoay cổ tay để làm ấm người. Cách thứ ba này các bạn này, bây giờ mình đã làm các cách trên rồi, đánh 6 vùng rồi, xoay cổ tay rồi, nhưng mà trời nó vẫn rét và mình chẳng may hôm đấy mình mặc phong phanh, hoặc là dù mình có mặc ấm đến mấy mà ra ngoài trời, hoặc mặc dù mình đã bịt khăn bịt mặt rồi, mình đã cố tránh cái không khí lạnh ngoài trời rồi, tuy nhiên về nhà bắt đầu nước mũi chảy ra. Mặc dù mình làm rất là cẩn thận như vậy nhưng mà mình vẫn bị nhiễm cái lạnh vào người rồi. Thì bây giờ về nhà mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ phải làm gì nào? Thế thì về nhà mình vẫn phải làm gì? Về nhà các bạn ngay lập tức này, các bạn vẫn để nguyên quần áo lạnh đấy, vẫn để như thế, các bạn bật ngay máy sấy tóc. Bước thứ ba là gì? Dùng máy sấy tóc. Lập tức dùng máy sấy tóc ấy, các bạn bật số nóng lên, sấy nóng từ mõm cùng cụt dọc theo cột sống lên đến chẩm gáy, sấy dọc như vậy. Các bạn cứ bật số nóng, sấy khi nóng rẫy không chịu được nữa thì các bạn di chuyển nhấc lên dần dần dọc theo cột sống, từ mõm cụt đến tận dưới chẩm gáy này. Đó, thì các bạn sấy nóng cái vùng cột sống và làm nóng vùng lưng lên. Và chú ý nữa là gì? Đến cái vùng cột sống hai bên phổi này, các bạn có thể sấy nóng vào hai bên phổi, sấy nóng hai bên phổi. Thì các bạn sấy độ khoảng 3 đợt liên tiếp như vậy, làm nóng vùng cột sống và nóng vùng bên phổi. Thì sao? Cái tác dụng là gì? Làm ấm vùng cột sống và đẩy hết cái hàn ra khỏi người, cơ thể, ra khỏi người mình, và đồng thời làm ấm cái vùng phổi để chống gì? Chống viêm phổi và chống cái hàn xâm nhập vào người, và ngăn chặn gì? Ngăn chặn cái đợt cảm cúm sắp diễn ra. Thì cái chiêu ngay lập tức về nhà mà dùng máy sấy tóc sấy số nóng luôn ấy, thì chiêu này rất là mạnh để đẩy hết cái hàn ra khỏi người. Thì chiêu này cũng rất là hay. Là cái chiêu thứ ba mình hướng dẫn các bạn dùng máy sấy tóc. Không những sấy dọc cuộc sống mà lúc đó các bạn có thể sấy làm ấm chân, ấm tay của mình, làm ấm lên rất nhanh. Thì cũng có nhiều người khác thì về cũng có thể làm một cốc nước ấm, nước gừng ấm ấy, mình uống vào bên trong. Thì cái cốc nước gừng ấm ấy, thì gừng nó là dương, nó làm ấm người rất là nhanh, thì cũng có thể làm thêm một cốc nước gừng ấm như vậy. Đó là cái cách thứ ba mình hướng dẫn các bạn. Một là gạch 6 vùng, hai là gì? Xoay cổ tay, ba là gì? Dùng máy sấy tóc. Mình nói thêm về cái máy sấy tóc, nó còn tác dụng như này các bạn này. Máy sấy tóc nó rất hay là khi mà mình vừa tắm xong ấy, với nhiệt độ ngoài trời lạnh như vậy, thì các bạn vừa tắm xong rồi ra ngoài mặc quần áo xong rồi, cũng lập tức dùng cái máy sấy tóc đấy, sấy nóng dọc theo cột sống, từ mõm cụt lên tận đến chẩm gáy, sấy vài lần như vậy cho nó ấm lên, sau đó là đồng thời sấy chân, sấy tay. Thì cái cách này rất là hay, thì không những cho cả người lớn mà cho cả trẻ nhỏ nữa. Thì mình sấy như vậy á, thì sẽ giúp cho trẻ nhỏ là gì, nó cũng tránh được cái ho, tránh được viêm phế quản, rồi làm ấm chân tay nó cũng rất là tốt. Thì các bạn lưu ý cái điều này. Cách thứ ba là dùng máy sấy tóc. Cách thứ tư nữa, thứ tư là cái chiêu này có trong diện chẩn. Cái thứ tư nữa là các bạn sẽ hơ nhâm đốc. Hơ nhâm đốc thì hơ nhâm đốc khi nào? Thì trải qua 3 bước trên đi mà các bạn bước nữa mà vẫn bị cúm, vẫn bị cảm lạnh, mặc dù chúng ta đã làm 3 bước trên rồi, tuy nhiên có những người cơ thể vẫn yếu và bắt đầu đến hôm sau là bắt đầu hắt hơi, sổ mũi, nước mũi chảy, rồi người đau nhức mình mẩy, bị cảm rồi, bị cúm rồi. Rồi thì lúc này mình sẽ phải xử trí ra sao? Lúc này mình sẽ dùng chiêu mạnh hơn là gì? Mình sẽ hơ nhâm đốc theo cách của diện chẩn các bạn nhé. Nếu mà 3 cách trên mà vẫn chưa có kết quả, mà vẫn bị cảm cúm này, cảm lạnh này, cảm hàn này, thì các bạn sẽ hơ nhâm đốc theo cách của diện chẩn này. Thì nếu mà các bạn bị cảm mà bị sốt ấy, thì các bạn phải hạ sốt trước. Thì vẫn hạ sốt bằng cái 6 vùng này, nhưng mà tuy nhiên lúc này sốt thì các bạn phải dùng cái đầu ba chia này, dùng đầu ba chia này, và các bạn cũng đánh theo 6 vùng, nhưng mà dùng đầu ba chia đánh từ trên xuống dưới và từ phải sang trái, thứ tự thì vẫn theo như vừa nãy mình hướng dẫn để hạ sốt trước. Còn khi mà cảm mà hết sốt rồi thì lúc đấy mình bắt đầu mình dùng theo cách thứ tư này, tức là hơi nhâm đốc. Còn cúm ấy, thì các bạn không sốt mà chỉ có chảy nước mũi, rồi các bạn đau nhức toàn thân mình mẩy, thì các bạn sẽ dùng cái điếu ngải cứu này, dùng điếu ngải cứu này để các bạn gì, các bạn hơi nhâm đốc. Hơi nhâm đốc cũng là một trong những đại giản thuật rất là mạnh do thầy Châu chế ra. Thì các bạn dùng cái bật lửa như thế này. Đấy. Bạn dùng bật lửa này, các bạn bật đốt cái điếu ngải này lên, sau đó thì các bạn dùng cái ống hơi như thế này, dùng cái ống hơi như này, ống hơi trong diện chẩn này, các bạn lấy cái cây que này, các bạn nhét vào, xong các bạn đốt cái điếu này lên, đốt điếu này lên xong rồi thì các bạn sẽ nhét vào trong cái ống hơi này, nhét ống hơi này để các bạn hơi nhâm đốc này, các bạn hơi nhâm đốc. Thì nhét vào đây rồi xong bắt đầu các bạn hơ như nào? Các bạn hơ bắt đầu từ cái vùng này, từ vùng huyệt 19 này, các bạn hơ dọc. Thì mình có cái ống hơ này ấy, mình cho điếu ngải vào mình đốt ấy, thì mình không sợ gì, mình sẽ không sợ bị bỏng. Nếu bình thường mình cầm điếu ngải mình hơ như này thì rất dễ là gì, các bạn tưởng tượng được không, rất dễ là cầm mà nó bị bỏng vào người. Ví dụ này, mình mà cầm như này thì mình rất dễ là dí và bỏng người. Thế thì lúc đó thì các bạn ra nào, các bạn sẽ dùng cái ống hơ này, các bạn hơ dọc theo đây, hơ vùng cổ họng này. Thì khi các bạn hơ xuống vùng cổ họng này, nếu mà mình lỡ không may bị ho này, bị ngứa họng này, viêm amidan này, thì mình hơ đến đây thì nó sẽ hút nóng rất là nóng ấy. Thì mình sẽ cứ chỗ nào mà hút nóng ấy thì các bạn dừng lại, các bạn hơ tại chỗ đấy 3 lần liên tiếp. Đấy, nóng quá không chịu được nữa thì bỏ ra, sau đó tiếp tục hơ tại chỗ đó 3 lần liên tiếp. Hơ hết tại cái chỗ này rồi thì đồng thời nó chữa cả gì, cả họng nữa. Thì cái cách hơ này ấy, các bạn ấy không những có thể hơ được cho người lớn nhá, mà cả trẻ nhỏ này, con các bạn ấy, nó chỉ cần nó từ độ khoảng 2-3 tuổi trở lên là các bạn có thể hơ được cách này rồi. Mà khi dùng cái hơ này ấy, thì tụi nhỏ ấy nó sẽ không sợ. Nếu các bạn cầm cái điếu ngải đỏ lửa như này, các bạn dí vào nó ấy, thì nó sẽ sợ, nó chạy mất dép. Thì khi đó các bạn cầm cái này, các bạn hơ cái này này, thì tụi nhỏ nó sẽ tự động nó nằm ra cho mình để cho mình hơ. Và lần sau hơ mà không làm, không khiến nó sợ hãi, nó sẽ xếp hàng cho mình hơ. Thì khi mình hơ cho tụi nhỏ, da nó nhạy cảm và da nó mỏng, thì mình chỉ hơ nó hơi chạm một tí thì nó đã nóng, nó đã dãy luôn rồi. Thì lúc đó mình phải bỏ ra, rồi mình áp tay của mình lên cái chỗ vùng mình vừa hơ cho nó, để nó giải tỏa bớt cái nhiệt và đẩy cái nhiệt vào bên trong. Đấy. Còn người lớn thì mình sẽ hơ lâu hơn, người lớn hơ nóng dãy không chịu được nữa thì mình bỏ ra. Thế thì mình sẽ hơ khắp như thế, dọc theo thế này, và mình sẽ hơ dọc theo bụng này, và mình sẽ hơ tận xuống đâu, mình sẽ hơ tận xuống cái chỗ xương mu. Đấy, tận xương mu. Đấy, từ trên chỗ 19 này tận đến xương mu. Sau đó ở đằng sau lưng ấy, các bạn hoàn toàn có thể với ra sau được, các bạn hoàn toàn có thể với ra sau lưng này, các bạn hơ từ mõm cùng cụt, nhé, hơ từ mõm cụt này, dọc theo cột sống, sau đó lên tận đến trên chỏng gáy như thế này, tận đến trên chỏng gáy này. Đó. hơi tận lên trần gáy như này. Đó, thì các bạn cứ hơ đến cái chỗ nào ấy mà nó hút nóng nhất ấy, chỗ nào nó hút nóng nhất thì các bạn dừng tại chỗ đó, hơ tại chỗ đó 3 lần liên tiếp, hơ tại chỗ đó 3 lần liên tiếp. Đó, thì cái cách này ấy, là cách mà chữa gì? Chữa cảm, chữa cúm rất là hay. Nếu mà mình đang bị cúm mà người mình bị nhức mỏi giống như ấy, có bị ai đó đánh cho mình một trận ấy, thì lúc đó các bạn gì lập tức các bạn hơ như thế này thì các bạn sẽ thấy là gì? Thì các bạn chỉ cần mất từ 1 đến 2 lần hơ xong rồi ấy, thì cơ thể bạn sẽ không bị còn bị nhức mỏi nữa. Cúm ấy, là cơ thể nhức mỏi đau cơ ấy, toàn thân, thì mình hơ này lập tức mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái rất là nhiều. Đó là cách thứ tư mình hướng dẫn các bạn. Thứ nhất là gì? Đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, tăng cường sức đề kháng, làm ấm người này. Cách thứ hai là xoay cổ tay. Cách thứ ba là dùng máy xịt tóc. Cách thứ tư là gì? Dùng ống hơ. Đó là 4 cách. Thì các bạn có thể áp dụng lần lượt 4 cách này, hoặc là cứ các bạn có thời gian làm cách nào thì dùng cách đó. Nhẹ thì dùng bước 1, nặng hơn thì dùng cách 2, nặng hơn nữa dùng bước 3, mà tất cả 3 bước trên chưa được thì dùng bước 4. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn thêm một cái bước nữa là bước thứ 5. Bước thứ 5 này thì nó cầu kỳ, nó mất công hơn một chút. Tuy nhiên bước thứ 5 này nó cũng rất là hay. Thì bước thứ 5 này không những làm ấm người ấy, chữa cảm hàn, mà nó còn mạnh hơn nữa là gì? Nó còn phát hiện ra những cái bất ổn trong cơ thể mình, đồng thời nó sẽ chữa luôn những cái bất ổn đó. Thì cái bước thứ 5 này mình hướng dẫn các bạn là dán vô chiêu. Dán vô chiêu. Đó. Thì cách này ấy, vô chiêu này thì không những là gì? Không những là chỉ chữa những cái bệnh liên quan đến cảm cúm đâu mà nó còn chữa nhiều cái bệnh khác, ví dụ ho, đau họng, viêm phế quản, vân vân. Tức là phác đồ này ấy, cái bước này là một bước tổng hợp, mà áp dụng cho tất cả mọi người và áp dụng cho tất cả những cái bệnh khác nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách mà cắt cao và dán lên những cái huyệt trên mặt. Thì cái bước cắt cao dán lên những cái sinh huyệt, những cái điểm đau trên mặt này, người ta lại gọi là vô chiêu. Vô chiêu các bạn ạ. Thế đợi mình lấy cái kéo nhé. Lấy cái kéo này. Rồi, thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cắt cao dán này. Mình xin phép uống ngụm nước nhé. Thì cái bước thứ 5 này mình hướng dẫn này. Bước thứ 5 này thì mình sẽ sử dụng là cái gì? Một là cái kéo này. Cái thứ hai là cái miếng cao Salonpas này. Cao Salonpas này thì các bạn có thể tìm ở ngoài hàng. Tìm ngoài hàng, ngoài cái hiệu thuốc ấy, các bạn mua một cái hộp như thế này. Thì cái hộp như này có mất có khoảng 12.000 thôi. Thì khi các bạn cắt thì các bạn nhớ cắt cái đầu nó ra, sau đó các bạn gập lại mấy lần như này để nó có thể giữ được cái mùi của cao và nó không bị mất cái độ kết dính đi. Sau đó các bạn cắt cái miếng cao này, chiều rộng của nó khoảng 4 mm. Thì mình vẫn hướng dẫn học viên của mình là nhìn trên cái đầu xanh này của miếng cao này, nó sẽ có những cái đường vân trắng, sẽ có những cái đường kẻ đen ấy, thì mình cứ cắt độ khoảng 4 đường kẻ đen thì nó vừa bằng 4 mm. Sau đó này, các bạn bóc nó ra này, bóc nó ra như này, và các bạn nhớ là ngửa cái phần dính lên trên như thế này, và sau đó các bạn nhớ là cắt vuông nó ra. Thì ấy, khi mình ngửa cái phần dính lên trên ấy, thì tự động nó sẽ xếp hàng lên cho mình, xếp hàng lên kéo như thế này. Có một cái kéo mà mình chuyên dùng thì mình để lớp học Bắc Giang rồi. Cái kéo này là chuyên cắt đồ con, đồ ăn. Đấy, nó hơi cụt một chút. Đây. Đây. Đây, để mình lấy cái kéo khác này. Đây, cái kéo này. Bạn nhìn nhé, mình ngửa cái phần dính lên trên này, sau đó mình cắt này, đấy, thì khi đó nó tự động gì, nó xếp hàng lên trên này cho mình. Đấy, mình cắt cao xong rồi, sau đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ tìm, các bạn sẽ dùng cây giò này, các bạn gạch một đường dài độ khoảng 2 đến 3 cm này trên mặt da này, thấy điểm đau này, thấy cái điểm khác thường này, thì các bạn dính cao này, sau đó các bạn dán lên cái điểm khác thường này. Đó. Thì cứ điểm nào mà khác thường, ví dụ này, mình gạch trên cái điểm này thấy nó đau này, nó tê này, nó buốt này, nó nhức này, nó cộm này, đấy, nó cộm này, thì tất cả những cái cảm giác khác thường đấy, tìm được một cái điểm đó thì đó chính là sinh huyệt. Thế có người sẽ hỏi mình là thế thì bây giờ cứ dùng cái cây giò này gạch mạnh vào thì kiểu gì nó chả đau. Đương nhiên rồi, nó sẽ đau. Tuy nhiên trên cái đường gạch này nó sẽ có những cái điểm nó đau nhất, thì cái điểm đau nhất đó chính là sinh huyệt. Đó, thì mình tiếp tục này. Thấy điểm này đau này thì mình bắt đầu mình dính lên. Thì khi mình dính lên tất cả những cái điểm đau, những điểm khác thường trên cơ thể này, thì những điểm đau này người ta gọi là sinh huyệt. Thế thì khi mình dán những sinh huyệt khắp mặt đấy, nó có ý nghĩa gì? Các bạn nghe cái này hay này, cái này rất hay. Thì tất cả những sinh huyệt đấy người ta gọi là điểm phản xạ. Thì khi mình dán và mình tác động đến những điểm phản xạ này thì nó sẽ sinh ra những cái sự phản xạ, những cái cung phản xạ mới để dập tắt những cái cung phản xạ cũ đi. Ví dụ mình đang ngứa họng, đang muốn ho thì mình dán lên những huyệt này thì nó sẽ tác động đến cái họng này. Theo cái thuyết nước chảy về chỗ trũng là mọi sự tác động này, nó đều tác động đến truyền thông tin về chỗ đau này. Và khi mình dán vào chiêu này ấy, thì tức là gì? Khi cơ thể mình có bất kỳ một cái sự bất ổn gì trong cơ thể mình, nó đều thể hiện trên mặt da, thì mình sẽ tìm những cái điểm bất ổn đấy mình dán vào để nó chữa bệnh. Thì cái này á, cái dán theo vô chiêu khắp mặt này không những là gì chữa cảm cúm khi mình bị nhiễm lạnh bên ngoài về, mà nó còn chữa rất nhiều bệnh khác, ví dụ ho này, viêm họng này, đau lưng này, rồi đau nhức mỏi cổ vai gáy, rồi u nang này, vân 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 vân. Tức là tất cả những cái bệnh mà mình đang mắc trong người đều có thể áp dụng cái chiêu vô chiêu này. Chỉ khi mà mình áp dụng cái cách dán vô chiêu này khoảng 3 đến 5 lần dán vô chiêu mà không có kết quả thì mình mới phải đổi sang các phác đồ khác, các bộ huyệt khác. Còn cách dán vô chiêu này nó rất hay là gì? Các bạn sẽ không phải nhớ huyệt. Các bạn sẽ không phải nhớ huyệt nhé. Cứ dò tìm thấy chỗ nào đau thì các bạn dán vào. Đó. Thấy chỗ nào đau thì dán vào. Chỗ này đau này, đau thì dán vào. Thì các bạn nhớ này, nó rất là thú vị ở một cái điều này. Thì cái đợt một tháng trước ấy, là mình bị cảm cúm. Thế thì bình thường ấy, thì mình toàn hướng dẫn cho học viên. Tại vì học viên mình cảm cúm mình hướng dẫn cho họ làm. Mình thì ít khi ốm lắm. Thì đúng cái hôm đấy là mình bị ốm, bị cảm cúm. Toàn cơ thể mình nhức mỏi. Nhức mỏi thế thì mình lập tức là gì? Mình sẽ hơi nhâm đốc. Ngày hôm đấy hơi nhâm đốc 2 lần. Và tối hôm đấy là mình dán vô chiêu này khắp mặt này. Thì bình thường ấy, mình dán cho mình, làm mẫu cho học viên ấy, thì mình chỉ dán độ khoảng vài miếng dán thôi. Thì nó nóng lắm, người mình là dương mà. Người mình dương thì nó rất là nóng, thế mình phải bóc ra ngay chỉ sau vài phút thôi. Đấy, mình phải bóc ra ngay. Thế thì cái hôm mà mình bị cảm cúm ấy, mình dán khắp mặt, học viên dán cho mình nhá. Mình hướng dẫn học viên dán cho mình. Thì đúng cái hôm cảm cúm mình dán thì không hề thấy nóng chút nào. Cái này là điều rất là thú vị. Tại vì cái lúc đó là cơ thể mình nhiễm hàn, trong người mình rất nhiều hàn, tức là rất nhiều cái lạnh ấy. Mình dán cao này, lợi dụng cái nhiệt của cái cao này, mình dán vào thì lúc đó cơ thể mình hút lấy cái nhiệt của cái cao này. Và mình không hề cảm thấy nóng lúc nào. Thì tại vì lúc đó là cơ thể mình nó đang hàn, nó đang rất là cần cân bằng lại nhiệt. Thế thì mình dán vào là không hề thấy nóng. Thì chỉ dán như vậy, sau qua một đêm đến buổi hôm sau ấy, đến buổi hôm sau thì cơ thể mình hoàn toàn bình thường. Không hề cảm thấy đau nhức hay mỏi gì, không còn dấu vết gì cảm cúm nữa. Hôm sau lại đi dạy bình thường. Thế bình thường ấy, mình cứ nghĩ là nếu mà như thế này thì mai cảm cúm đau nhức toàn thân này làm sao mà đi dạy học được. Thế thì chỉ cần hơi nhâm đốc 2 lần và dán kín khắp mặt như vậy, chỉ sau một đêm thôi là mọi thứ đã trở về bình thường. Thì các bạn lưu ý này, các bạn cắt này, cắt cái miếng cao nó phải bằng nhau như thế này. Sau đó mình dùng một đầu kia, mình dò tìm khắp mặt này, cứ thấy điểm nào đau này thì mình dán vào. Thì các bạn bây giờ các bạn cứ bị cái bệnh gì cũng chơi theo cách này, cũng làm theo cách này. Ví dụ ho, viêm họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cổ vai gáy, u nang buồng trứng, vân vân, đau nhức lưng cũng dán như này hết. Cứ thấy điểm đau trên mặt dán vào cho đến khi nào không còn điểm đau nữa. Hoặc là làm vào khoảng 5 lần như thế này mà không thấy có kết quả, không thấy chuyển biến gì thì mình mới đổi cái khác nhé. Đó, mình sờ. Đấy, sờ mình tiếp tục. Mình cần phải có một cái gương đấy, có một cái gương mình soi, gương soi thấy cái chỗ nào mình di rồi thì thôi mình tiếp tục di ra chỗ khác, mình dán lên. Đó, đó. Tiếp tục cắt cao giá này, cao nó chỉ khoảng 4mm thôi các bạn ạ. À, đây, soi 4mm các bạn cứ dò. Chỗ này đau này, chỗ này đau này. Cứ thấy chỗ nào nó đau thì các bạn dán lên. Và quan điểm của mình là gì? Quan điểm diện trần là gì? Cứ thấy chỗ nào bất thường nghi ngờ thì dán cao lên. Và quan điểm là gì? Thà bắt nhầm, thà dán nhầm còn hơn bỏ sót. Thế nên đừng sợ, dù có dán nhầm chăng nữa thì sao? Nó cũng chỉ nóng cái vùng da chỗ đấy thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Cái một cái miếng cao dán to ấy, người ta dán cả miếng cao to lên trên cái vùng bị thương có sao đâu, vùng bị đau có sao đâu. Còn đây là mình cắt ra nó rất nhỏ như này dán thì hầu như các bạn không sợ gì đến cái tác dụng phụ của cao hoặc là những cái thuốc ở cái cao này, hầu như không có nhé các bạn nhé. Mình chỉ lợi dụng cái gì? Mình chỉ lợi dụng cái sức nóng của cao này mà thôi, để nó tác động đến cái vùng sinh huyệt điểm nhạy cảm này mà thôi, nên các bạn cứ yên tâm. Đấy. Mình tiếp tục dò tìm khắp, tìm khắp mặt này, cứ thấy điểm đau thì mình dán vào. Đó, và tương tự các bạn như vậy, các bạn sẽ dò tìm ra tất cả những cái chỗ khác các bạn thấy nghi ngờ. Đấy. Rồi. Tương đối là cũng khá huyệt đấy, tại vì hôm nay vừa đi ra lạnh về, 2 ngày vừa về Bắc Giang. Về rồi về đấy rồi mình lại không cầm theo áo khoác, chỉ mặc mỗi áo vest với cả mỗi một chiếc áo phông thôi thì cũng bị hàn rồi, cũng bị hàn vào người rồi. Dán như này, mình sẽ dán như này các bạn biết sao không? Mình sẽ dán như này và mình sẽ để qua đêm, để đến tận sáng mai luôn này. Thì bây giờ mới bắt đầu thấy ấm ấm nóng nóng này. Thì bình thường ấy mà mình mà dán như này nóng không chịu được luôn, tại vì cơ thể mình là nhiệt mà. Như này đã bóc ra luôn rồi, nhưng mà hôm nay bản thân mình cũng bị nhiễm hàn rồi, cũng đi ngoài trời về rồi. Đấy, thì các bạn cứ dán như này. Thì bình thường mình dán ấy, mình sẽ thấy nóng lắm, nhưng mà nếu mà mình đang bị hàn thì mình dán mình thấy nó chỉ hơi ấm ấm ấy. Hoặc là có người cảm thấy lạnh lạnh thôi. Đấy. Mình tiếp tục cắt cao này, các bạn cắt 4mm thì nó bằng 4 dòng vở của vở kẻ ô ly ấy. Đấy. Các bạn cố gắng cắt vuông, sau đó các bạn dán như nào? Các bạn sẽ dán theo hình con thoi lên cái vùng đấy. Mình sẽ dùng một đầu kia mình tìm này, điểm này đau này, mình sẽ dán lên cái điểm đau mình vừa tìm thấy. Đấy, mình tiếp tục tìm sang các điểm khác. Điểm này vừa đau. Đó. Tương đối là cũng khá là nhiều điểm đau đấy. À, cứ dán như này. Đấy. Sau đó mình sẽ tìm khắp những nơi khác nữa, cứ thấy chỗ nào đau thì mình dán vào. Như vậy, cứ tương tự như vậy các bạn làm cách này để các bạn gì? Các bạn dán khắp mặt nhé. Các vùng khác thì chắc nó cũng khoảng như thế này, mình dán khắp mặt. Ở trên hai bên má này, xuống mũi, xuống cằm thì nó sẽ ít hơn so với trên trán. Trên trán là bao giờ cũng nhiều nhất các bạn nhé. Thì các bạn dán khắp mặt như vậy, sau đó các bạn để qua đêm. Mình nhắc lại, cái cách này là cách thứ 5. Là cách này là gì? Không những là chữa cảm cúm này, chữa cảm lạnh này, mà nó còn chữa nhiều các bệnh khác. Ví dụ u biếu, ví dụ mỏi cổ vai gáy, ví dụ đau lưng, vân vân, đau đầu. Thì cái cách này trong diện chẩn gọi là vô chiêu, tức là không dùng chiêu thức nào hết, cứ tìm điểm bất ổn trên khuôn mặt mà dán vào để cơ thể nó tự điều chỉnh. Đó là 5 cách mà mình hướng dẫn các bạn là gì để phòng chống cái cảm lạnh khi mùa đông về. Ok, rồi bây giờ có ai có những câu hỏi gì không thì mình sẽ cùng nhau trao đổi với nhau. Cùng nhau trao đổi với nhau là mình xem câu hỏi nào. Thầy hướng dẫn tỉ mỉ quá. Cảm ơn bạn. Mùa đông đến có bài giảng của thầy giáo giúp mọi người, tốt quá. Tôi bị đau đốt ngón tay cái bên phải, có nên dán Salonpas không thầy? Còn một vấn đề nữa, như vậy là mình đã xong nhé, xong 5 cách để phòng chống cảm lạnh nhé, và tăng cường làm cho người mình ấm, tăng cường sức đề kháng để chống lại cái lạnh khi mùa đông về nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào một vài cái căn bệnh điển hình ấy, căn bệnh điển hình mà khi mùa đông mà chúng ta rất hay gặp các bạn nhé. Ví dụ điển hình nhất về mùa đông này là gì? Là cảm cúm, cảm lạnh thì mình vừa mới hướng dẫn rồi. Và đồng thời làm 5 bước vừa rồi thì nó cũng phòng chống các bệnh của mùa đông rồi. Tuy nhiên thì mình bây giờ sẽ đi vào cụ thể những cái bệnh tiếp theo khi mà các bạn không thể phòng chống được mà bây giờ đã bị bệnh rồi. Ví dụ như là hen suyễn này, viêm mũi này cũng bị rất nhiều này. Ví dụ bệnh mùa đông nữa là dị ứng thời tiết này. Đấy. Hoặc là có những bạn là sẽ bị viêm phổi này, hoặc là gì, bị vấn đề là cao huyết áp này, tăng huyết áp này, rồi vấn đề đau nhức xương khớp này, đó nó có rất nhiều vấn đề như thế. Thế thì cái vấn đề viêm mũi thì mình trước đây mình đã có một cái ảnh chụp mặt mình khi mình dán bộ viêm mũi rồi. Thì các bạn nào bị viêm mũi thì các bạn sẽ xem trên Facebook của mình nhé. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề là gì, bị đau nhức xương khớp ấy. Ví dụ như bác vừa hỏi đây, bác Nguyễn Thị Bích này, tôi đau đốt ngón tay bên phải, có nên dán cam Salonpas không thưa thầy? Đây này bác ơi, nếu bác mà đau các ngón tay này, về mùa đông là hay bị thấp khớp này các bạn này, đau các ngón tay, thấp khớp các ngón tay. Đấy, thì các bạn sẽ phải làm như nào, hoặc là ngón tay nó khó co duỗi. Đấy, thế mình làm nào? Thì trong diện chẩn có cái này, có cái lăn đồng sừng lõm này, lăn đồng sừng lõm. Thì các bác đang bị đau ngón tay hoặc khó co duỗi các ngón tay này, thì các bác dùng cái lăn này, các bác cứ lăn như này. Đấy. Đấy, lăn như này nhá, lăn khắp các ngón tay như này ạ. Đó. Cứ rỗi nó là lăn lúc đấy ạ, thì các bạn là các bác lăn mỗi ngón tay đầu khoảng vài phút như thế này. Đấy, lăn khắp các ngón tay này. Những người mà hay bị ngón tay khó co duỗi, ngón tay khó co duỗi này, lăn như này. Đấy, lăn khắp các ngón tay như này. Đấy. Cứ đau ngón tay nào khó co duỗi lăn ở đấy. Rồi nếu mà những người bị đau cả cổ tay này, hội chứng ống cổ tay này, các bác cũng lăn khắp như này. Đấy, lăn khắp như này thì cái này được gọi là lăn đồng sừng lõm. Những người mà nhiệt thì các bạn dùng cái lăn đồng này, còn người huyết thấp vào mùa đông thì chúng ta dùng cái nào? Chúng ta không chỉ lăn tại cái ngón tay nó bị khó co duỗi mà chúng ta còn lăn cả cái ngón ở bên cái đối diện này nữa, đến đối xứng này nữa nhá các bác nhé. Rồi đấy là chữa về viêm khớp này, khó co duỗi các ngón tay. Cứ lăn như này một ngày, lăn độ khoảng 3-5 lần, hoặc là rỗi lúc nào lăn lúc đó. Thì bị bỏng lạnh sưng phù các ngón tay và chân thì xử lý thế nào? Thì bạn cũng làm như này, cũng làm như này nhé. Đấy. Phù các ngón tay ngón chân thì các bạn cũng làm như này. Đấy. Bạn Du Nguyễn Thị Bích, chị có hỏi là miếng cao để thời gian bao lâu thì bỏ đi và bao lâu sau thì dán lại thưa thầy? Chị Bích ơi, chị dán cao như này này, thì như em thì sẽ dán như này, sau đó sẽ để qua đêm. Cái miếng cao này nó sẽ phát huy tác dụng trong vòng 8 tiếng. Thì tối nay mình dán, mình để cứ thế để đi ngủ, sáng mai bóc ra thế thôi. Còn nếu mà bây giờ mình dán vào ban ngày ấy, mà mình dán mà mình phải có việc mình đi luôn ấy, thì chị cứ bóc ra, mình dán được càng lâu càng tốt. Ví dụ dán được 1 tiếng, nửa tiếng rồi bóc ra thì cũng không sao cả. Đấy, còn nếu mà mình cứ để nó được trong 8 tiếng thì càng tốt. Một ngày có thể dán từ 1 đến 2 lần mọi chị ạ. Nhưng thường thì người ta dán khoảng 2 lần hoặc 1 lần thôi. Đấy. Rồi tiếp theo những câu hỏi khác nào. Dụng cụ diện chẩn mua có đắt không anh? Hoạch Đàn. Dụng cụ diện chẩn thì cũng bình thường thôi, thì ở cái trang dụng cụ dienchanviet.com ấy, thì tí nữa thì anh sẽ comment cho em cái trang đấy, background nhá. Phú Duyên Nguyễn cảm ơn thầy Hội. Bị viêm gân tay thì chữa thế nào? Bạn Huệ ơi, bị viêm gân tay này thì bạn cũng lăn như này, rồi bạn cũng có thể gì dán theo cái bộ mình hướng dẫn này, vô chiêu này. Sau này thì mình cũng có một cái bộ nữa nó gọi là bộ tiêu viêm ấy, sau đó dán phản chiếu các ngón tay. Tuy nhiên bây giờ thì mình chưa học bộ tiêu viêm thì mình thấy khó, thì bây giờ mình cứ tìm điểm đau trên mặt dán hết vào như này. Sau đó thì bạn sẽ dùng những cái lăn như này để các bạn lăn trên cái vùng gân tay như thế này, lăn tại chỗ như này, không những tại chỗ mà cả 4 xung quanh cái vùng tay nữa, và lăn cả cái bên đối xứng nữa. Đó, còn nếu mà bạn hơn ấy, thì mình sẽ hướng dẫn bạn vùng cào cái vùng này, cào vùng này. Thì vùng này chính là vùng các ngón tay, vùng bàn tay này. Cào cả vùng này nữa này. Đó. Rồi bạn biết sao, cào vùng này nữa là các ngón tay, đây nữa này. Thầy hướng dẫn đau nửa đầu trái thái dương thầy ơi, đau vỡ đầu mất thầy ạ. Thì đau nửa đầu thái dương này bạn này, đơn giản thế này thôi này. Đau nửa đầu thì bạn sẽ dùng cái cây cào này, bạn cào khắp đầu này. Chú ý cào đầu ấy, mà cào đến cái chỗ nào ấy mà thấy nó bị đau ấy, thì có điểm đau thì bạn nhớ cầm cái cào này di đi di lại ấy, để giải tỏa cái vùng đau đấy đi. Cào khắp đầu như này, độ khoảng 5 đến 10 vòng khắp da đầu nhé. Cào nhẹ nhàng thôi, không cần phải dùng lực đâu. Cào khắp như này, thì cái động tác cào ấy của mình như này này thì sẽ giúp cho mình chữa các bệnh liên quan đau đầu này, căng thẳng thần kinh này, stress này, những cái bệnh liên quan đến mất ngủ này. Và những người mất ngủ lưu ý là mình chỉ cào như này ấy, vào ban ngày mà thôi. Đây là chiêu thức là mình cào tại chỗ. Cái cào này không những là gì, nó giúp cho mình này, mọc tóc này, chống rụng tóc này, chống bại tóc này, giúp cho mình chữa những bệnh liên quan đến thần kinh nữa, ngoài ra chữa bệnh đau đầu. Và khi mà chị bị đau đầu, chị gái họ Nguyễn ạ, chị phải chú ý đến cái vùng cổ vai gáy này xem này, xem là vùng cổ vai gáy này nó có bị co cứng cổ vai gáy hay không, nó có bị thoái hóa đốt sống cổ hay không, kiểm tra huyết áp của chị có thấp hay không. Đó, huyết áp thấp thì phải tăng huyết áp lên bằng con đường ăn uống, tăng huyết áp lên để gì, để cho nó đủ máu đến não. Và nếu cổ vai gáy nó bị co cứng, bị thoái hóa thì mình sẽ dùng những cái động tác để mình chữa co cứng cổ vai gáy. Thì diện chẩn chữa co cứng cổ vai gáy rất là tốt chị nhá, chỉ sau một lần tác động thôi thì cổ vai gáy mình sẽ mềm và cảm thấy rất là dễ chịu. Thế thì hẹn mọi người trong cái video đợt sau ấy, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chữa co cứng cổ vai gáy này, cách những chữa thoái hóa đốt sống cổ này, cách chữa đau lưng này, cách chữa các bệnh liên quan đến đốt sống lưng này, thì mình sẽ hẹn riêng vào một cái buổi riêng, tại vì nói đến cái chủ đề cổ vai gáy và lưng ấy, nó cũng rất là dài và rất là hay và thú vị nhé. Chị Hà Dương Đô, chị xem cái hướng dẫn của em trong những cái video lần trước nhá, em đã hướng dẫn rồi nhá. Em bị viêm mũi rán nhưng buổi sáng em bị bẩn, bị sổ mũi rất khó chịu, thì làm thế nào? Bị sổ mũi, em bị sổ mũi vào buổi sáng thì em bị sổ mũi vào buổi sáng là do cái lạnh em ạ, thì em sẽ dùng cái gì, dùng điếu ngải cứu này. Bị sổ mũi và viêm mũi này thì hôm trước mình có hướng dẫn mọi người một cái bộ huyệt về viêm mũi rồi đấy, thì mọi người dán cái bộ đấy, sau đó mọi người có thể dùng cái điếu ngải cứu ống hơ này, mình sẽ hơ dọc hai bên mũi này, hơ dọc từ dưới lên trên, hơ nóng hai bên này, sau đó mình sẽ hơ cái vùng này, mình sẽ hơ từ dưới lên trên này, hơ nóng không chịu được nữa thì nhấc ra hơ tại mỗi chỗ khoảng 3 đợt như vậy. Thì cái động tác hơ này không những là gì, nó sẽ làm khô dịch mà không làm chảy ra mũi nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, động tác này còn gì, phòng chống viêm xoang các bạn ạ. Xoang tại những cái vùng nào thì mình cũng hơ tại vùng đó nhé. Thì cái chữa xoang thì mình đã hướng dẫn ở video trước rồi, các bạn nào chưa xem nhớ là xem ở video trước nhé. Trời ơi, em bị đau nhiều hai khuỷu tay và đau xương. Thì chị Nguyễn Khánh, chị phải xem đau hai khuỷu tay và đau xương là do nguyên nhân gì nhá. Cái này chị nên đi kiểm tra chụp chiếu cho nó chắc chắn. Nhưng mà trước mắt mình có thể giảm đau bằng cách là mình sẽ dùng những cái lăn của diện chẩn ấy, để mình lăn tại những cái vùng đau này này, để mình giảm đau trước cái đã nhá chị nhá. Giảm đau trước đã, còn để chắc ăn mình chị cứ đi kiểm tra xem cái xương cốt nó bị làm sao. Thầy ơi, cái lớp học sắp tới của thầy là bao giờ? Thì lớp học sắp tới của mình là vào ngày 29 tháng 12 này, mình sẽ có một cái lớp diện chẩn căn bản, mình hướng dẫn cho mọi người cách chữa những cái những cái bệnh thường gặp này, vào ngày 29 tháng 12 tại Kinh tế Quốc dân nhé. Lớp sẽ học vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, buổi sáng buổi chiều ngày thứ Bảy Chủ nhật, trong 4 tuần. Trong 4 tuần là mọi người đã có thể làm được những cái căn bản rồi. Đấy là lớp học thứ Bảy Chủ nhật ở Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội. Còn cái lớp mà buổi tối ấy, thì sắp tới ấy, mình đã có 2 lớp ở Bắc Giang rồi, thì sắp tới ở Bắc Ninh, anh chị em ở Bắc Ninh lại mời mình về Bắc Ninh, mình sẽ dạy ở thành phố Bắc Ninh vào các tối thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm của 4 tuần ở Bắc Ninh nhé. Thì các bạn nào ở Bắc Ninh hoặc các tỉnh lân cận với Bắc Ninh thì các bạn có thể đăng ký trong cái phần comment, hoặc là trên cái bài này mình có để số điện thoại rồi đấy. Mẹ em bị giãn tĩnh mạch chân lâu năm hay đau nhức, có cách nào chữa bệnh này bằng diện chẩn không em? Thảo Phạn ơi, cái giãn tĩnh mạch này diện chẩn chữa tốt lắm. Thì cái giãn tĩnh mạch thì mình có cái cây xương cá to này này. Bạn sẽ dùng cây xương cá to này, chân đây thì các bạn cứ đẩy từ gót chân, từ phía đầu chân lên đến háng, lên đầu gối, xong lên đến háng, cứ dùng cái cây xương cá to này đẩy này. Đấy, đẩy hàng ngày như vậy. Khi nằm thì nhớ nhấc cái chân cao lên một chút rồi dùng cái cây này đẩy, thì nó khắc phục cái giãn tĩnh mạch và tắc tĩnh mạch rất là tốt. Đau nhức thì mình có những cái dụng cụ, cái lăn như này rồi bạn này, mình sẽ lăn tại chỗ thì nó cũng giảm đau rất là tốt này. Rồi, nhức mỏi mắt, ngạt mũi thì mình vừa hướng dẫn rồi nhá, chảy nước miếng, đau nửa đầu thái dương mình vừa hướng dẫn rồi. Hát hơi buổi sáng và buổi tối thì bạn làm như 5 bước mà hồi đầu video mình đã hướng dẫn. Tê nguyên bàn tay luôn, thầy ơi không lái xe được. Thủy Huỳnh ơi, thì bạn phải chú ý, nếu mà tê bàn tay bạn phải kiểm tra đốt sống cổ gáy xem có bị thoái hóa không, hàng ngày có cảm thấy kiến cắn mà nhức ở vùng cổ vai gáy không. nếu do thoái hóa nó cũng sẽ dẫn đến tê tay. Thì cái vấn đề chữa tê tay á, thì mình sẽ hướng dẫn trong một cái buổi tiếp theo nhé. Thầy ơi, mình bị u nang ngực thì dán vô chiêu có phải dán phản chiếu trên mặt không? À, câu hỏi của chị Mai Thanh rất là hay. Chị bị u nang ngực ấy, thì chị dán theo vô chiêu này, cứ tìm thấy điểm đau dán hết trên này. Thì trước đây em có hướng dẫn cho một cái bạn học viên ấy, bạn bị viêm thủy tuyến giáp này, đi xét nghiệm các chỉ số đều cao. Thì em hướng dẫn cho bạn ấy dán vô chiêu này, trong vòng 12 ngày cuối cùng đi xét nghiệm là hết luôn. Và một số trường hợp với u biếu em cũng hướng dẫn dán này, nó cũng hết, u mỡ, xong u nang dán nó cũng hết nhé. Thầy ơi, đau cổ vai gáy, bấm bộ tiêu viêm và bộ vị cổ gáy và đồng ứng bằng dụng cụ chỉ đỡ thôi, làm thế nào dứt điểm? Cảm ơn thầy. Đau cổ vai gáy thì mình phải tác động tại chỗ là cái chiêu mạnh nhất, thì mình sẽ hướng dẫn ở buổi sau nhé bạn nhé. Thầy ơi, diện chẩn tuyệt vời, cảm ơn bạn Thùy Biên. Bắc Ninh học ở đâu vậy thầy? Bạn Nguyễn Hương ơi, cái lớp ngày 31 tháng 12 ấy, mình dạy ở thành phố Bắc Ninh bạn nhé. Thì nó ở ngay cái bệnh viện Thành An đấy bạn ạ, học ngay ở bệnh viện Thành An nhé. Nó ở thành phố Bắc Ninh và ngày 31 tháng 12 mình sẽ dạy buổi tối thứ hai, thứ ba và thứ năm ở Bắc Ninh. Còn thứ bảy, chủ nhật thì mình sẽ dạy trên Hà Nội nhé. Kim Ngân Nguyễn cho em hỏi bé bị sốt co giật ạ. Kim Ngân Nguyễn ơi, cái trường hợp bé bị sốt co giật ý, thì cái này là trường hợp quá rồi thì em phải chú ý. Thì khi cháu bị sốt cao thì mình phải lấy cây sao chổi đánh bằng cái đầu ba chia, đánh 6 vùng liên tục. Và những cái bài hạ sốt thì hôm trước anh có hướng dẫn rồi, thì chịu khó xem lại video của lần trước nhá. Mình sẽ dùng những cây lăn đồng hoặc lăn đinh ấy, mình sẽ lăn, ví dụ lăn đinh như này. Mình vừa đánh 6 vùng xong rồi lăn đinh này, mình lăn khắp mặt này. Rồi lăn đinh này, lăn khắp lòng bàn tay này. Rồi lăn đinh này còn lăn ở đâu nữa là lăn dọc hai bên cột sống ấy, để cho nó hạ sốt nhá. Tránh để tình trạng sốt cao quá nó bị co giật. Quảng Ninh thầy có lớp không ạ? À, Tương Thái ơi, mình hiện tại mình chỉ có lớp ở Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang thôi, mình chưa về đến Quảng Ninh. À, thầy Hội ơi, thầy chỉ cho cách chữa cho con gái đang bị hắt hơi hoài chữa mãi không khỏi. À, mình xin phép uống nước nữa nhé. Hắt hơi hoài mà không khỏi ấy, chị ạ. Nếu mà chị hỏi xem mà cháu mà bị hắt hơi mà vào buổi sáng nó bị nhiều hơn ấy, buổi sáng này hoặc buổi tối này, tức là khi nhiệt độ lạnh nó về mặt hắt hơi nhiều hơn, thì đây là do dị ứng thời tiết rồi. Thì dị ứng thời tiết thì chị cũng làm theo 5 cách từ bước 1 đến bước 5 mà đã hướng dẫn ở đầu video nhé. Làm theo 5 cách đó. Và cái dị ứng này đến nữa mình có thêm cái bộ gọi là bộ tiêu viêm giải độc ấy. Thì thôi bây giờ mình chưa đi học, mình chưa biết xác định huyệt như nào thì mình cứ bấm thôi. Mình cứ bấm bộ tiêu viêm giải độc. Thì tiêu viêm giải độc thì mình có thể tìm được ở trên mạng, mình cứ bấm thôi hoặc dán cao vào. Thì không quan trọng là có phải chính xác hay không chính xác, chỉ cần gần chính xác tương đối nó vẫn có tác dụng nhá. Thì mình sẽ bấm bộ tiêu giải độc khi mà mình hay hắt hơi này, mình hay bị dị ứng này, hay mẩn ngứa toàn thân do dị ứng nhá. Bấm tiêu viêm giải độc nhá. Ngoài ra mình có thể đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết như đầu video mình vừa hướng dẫn. Jelly Phương Nguyễn thì cái dị ứng thời tiết như anh vừa hướng dẫn rồi, em đánh 6 vùng này và đồng thời dán cái bộ tiêu viêm giải độc. Tí mình sẽ bót cái hình ảnh của bộ tiêu viêm giải độc lên đây cho mọi người dán nhé. Thì khi mọi người dán cao, cắt nó khoảng 4 mm này và cứ dán theo cái hình mình gửi ấy, thì chắc chắn là nó có tác dụng và chắc chắn nó sẽ đúng huyệt. Và yên tâm, nếu không đúng huyệt mà có nhầm sang huyệt bên cạnh nó cũng không hề gì nhé. Và như vậy các bạn hoàn toàn yên tâm là gì, diện chẩn nó rất là an toàn, nó không hề gây tác dụng phụ gì, không có huyệt gì gọi là huyệt tử đối với diện chẩn cả nhé. Quá hay mà rất tốt, xem nào. Nam Định Nguyễn Khánh ơi, Nam Định thì mình chưa có lớp ở Nam Định. Không ngờ video của thầy hướng dẫn thế dễ hiểu thế này. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Minh Lý nhá. Thầy ơi, đau cổ vai gáy dán vô chiêu thì có phải làm 6 vùng nữa không? Có chứ, mình cứ làm 6 vùng nhá. Mình làm 6 vùng xong dán vô chiêu để chữa cổ vai gáy. Thầy ơi, sỏi túi mật bấm bộ tiêu viêm đa năng và bộ vị túi mật, thầy chỉ giúp bộ vị túi mật. À, túi mật đây bạn này, túi mật này. Thì túi mật là ở bên phải nhá bạn nhá. Mình kéo từ 19 sang này, chính giữa lòng đen xuống thì đây là huyệt 50. Ngang với huyệt 50 và cạnh ngoài lòng đen kéo xuống thì đây là huyệt 41. Thì 41 đây chính là túi mật đó bạn này. Mình hướng dẫn bạn thêm một cách nữa để trị sỏi mật này. Bạn cầm cái cây giò này, xong bạn cứ quệt đánh đều như này. đánh đều trên cái vùng 41 như này. Thì cái chiêu quyệt như này thì được thầy Bùi Minh Tâm, con trai cả của thầy Châu chế ra. Thì thầy gọi cái cách này ấy là gì? Là tô màu, tức là mình đánh trên cái vùng 41 này như tô màu thôi, đánh khoảng 50 tiếng đếm, một ngày làm được khoảng 2-3 lần như vậy. Thì cái chiêu này chuyên dùng để chữa sỏi ở các nơi. Đây là đánh sỏi mật, còn nếu mà sỏi thận thì đánh ở cái vùng này. Đó, sỏi mật thì đánh vùng này nhé. Thầy ơi về Vĩnh Phúc ạ, hiện tại thì mình mới có lớp ở Bắc Giang, Hà Nội và Bắc Ninh thôi. Bạn Hoạch Đoàn ơi, thì bạn bố trí ngày 29 tháng 12 này nên học ở Hà Nội hoặc là ngày 31 tháng 12 bạn về Bắc Ninh nhé. Chứ còn Vĩnh Phúc thì mình chưa có dịp để về Vĩnh Phúc, thì mong rằng sau này mình sẽ được về Vĩnh Phúc. Thầy ơi mình bị 4 bệnh liền, sùi đốt sống lưng, phù nề, dạ dày, thận xoang thì có chữa bằng vô chiêu. À chị Huệ Nguyễn ơi, thế thì chị phải dán vô chiêu ngay thôi. Cứ tìm chỗ nào khắp mặt mà thấy bất ổn ấy, thì chị dán vô chiêu ngay nhé. Cái vô chiêu này nó rất dễ, cứ tìm cái chỗ nào nghi ngờ dán, thà dán nhầm còn hơn bỏ sót, không có gì mà sợ cả nhé. Cắt cao dán thì khoảng 4mm như này thôi. Em có làm 6 vùng hệ bạch huyết và tiêu viêm giải độc, Jennifer Nguyễn, nhưng mà vẫn chưa thấy có kết quả. Thế thì cái này mình phải tiếp tục này, mình phải suy nghĩ xem là mình bị dị ứng thời tiết như thế còn do vấn đề gì nữa không, mình do sức đề kháng này, do chế độ dinh dưỡng nữa không. Thì lúc nào Jennifer Nguyễn thì chat cụ thể cho mình những cái triệu chứng để mình tư vấn xem cách như nào để hiệu quả nhất. Sinh xong gầy yếu thì làm thế nào thầy ơi? Quyên Trần ơi, gầy yếu thì chỉ có chén nên còn biết làm thế nào sao? Thế thì trong diện chẩn cũng có cách này giúp cho bạn này. Sau khi sinh này thì bạn có thể đánh 6 vùng, do đó bạn có thể bấm thêm bộ ổn định thần kinh này, do đó bạn có thể bấm thêm bộ nội tiết tố để cho mình cái thần kinh và nội tiết tố sau khi sinh của mình được ổn định. Và nhớ rằng hàng ngày bạn đánh 6 vùng. Ngoài ra có thể thực hiện 12 động tác xoa mặt và xoay cổ tay để giúp cho mình cân bằng trở lại. Tại vì cái bà mẹ sau sinh ấy, là mình rất là vất vả chăm con rồi, do chế độ ăn uống rồi sinh hoạt thay đổi môi trường nữa. Thì mình tổng hợp những cái cách của diện chẩn như vậy thì chắc chắn sẽ giúp cho bạn được tốt hơn nhé. Rồi Tương Thái, thầy ơi em sinh xong tay chân nổi gân ghê lắm ạ, thầy giúp em với. Nổi gân cái này mình sẽ hướng dẫn trong buổi tiếp theo nhé. Bộ tiêu chỉ bạn Trương Thái ơi, bộ tiêu chỉ thì bạn xem trên cái video của mình trên Facebook của mình các buổi trước nhé. Rồi đau ngang thắt lưng vào sáng sớm thì làm sao ạ? Đau ngang thắt lưng vào sáng sớm như này bạn này, thì cách đơn giản nhất mà bạn Hà Phùng Thu ấy, cách đơn giản nhất bạn làm nhé. Thì đau thắt lưng vào buổi sáng sớm ấy, thì buổi sáng sớm là âm, là hàn đúng không nào? Và sau một đêm bạn nằm ấy, giữ nguyên cả một tư thế rồi thì dậy thì nó đau thắt lưng. Lúc này ấy, thì bạn hãy lấy ngay mấy sợi tóc, bạn sấy vào cái vùng thắt lưng và vùng đang đau ấy, theo cái cách mà mình hướng dẫn đầu video. Sấy vào đó khoảng 3 lần liên tiếp, nắm không chịu được nữa thôi. Và tiếp theo này, bạn có thể làm như này này, bạn lấy cái cây sao chổi và gạch 6 vùng như vừa nãy mình hướng dẫn ấy, theo cái bước mà bước thứ nhất mình hướng dẫn ấy, dùng cái 6 vùng ấy, bạn gạch nhé, gạch 6 vùng. Và bữa tiếp theo ấy, thì bạn có thể dùng những cái cây lăn như này, bạn lăn tại cái vùng lưng ấy, vùng hông lưng nó đang bị đau ấy. Đấy, bạn lăn rồi đấy, thì bạn làm 3 cái bước này rồi lập tức cái vùng đau lưng của bạn nó sẽ hết ngay nhá. Nguyên Ngọc hỏi một câu rất khó là ung thư xương có thể chữa diện chẩn được không thầy? Thì cái câu trả lời về các bệnh ung thư nó rất là khó. Bệnh này là một trong những bệnh khó rồi, thì đối với những bệnh khó, bệnh nặng như này ấy, thì mình xác định quan điểm ngay từ đầu là gì? Mình sẽ dùng các kỹ thuật của diện chẩn, ví dụ lăn, ấn, hơ, cào, gõ, dán cao vân vân trên cái vùng bị đau, trên cái vùng bị ung thư, hoặc là mình sẽ dán vô chiêu trên mặt, hoặc sử dụng ngải cứu hơ. Để làm gì? Bước đầu là gì? Để giảm đau cái đã. Người ta đang đau mình sẽ giảm đau cho người ta, mình giúp cho người ta giảm đau, người ta ăn ngon hơn, người ta ngủ tốt hơn, người ta bớt lệ thuộc vào thuốc nhiều hơn, đỡ phải uống thuốc nhiều hơn. Và cái mục tiêu là gì? Giảm đau và kéo dài sự sống, thế thôi. Còn nó giảm đến đâu thì cái đấy còn phải phụ thuộc vào từng bệnh, từng thể trạng con người. Có người thì giảm nhiều, có người giảm ít, có người thì giảm hẳn, có người khỏi hẳn. Thì cái đấy tùy từng người thì mình làm thì mới xác định được. Tuy nhiên cái mục tiêu bước đầu của mình là gì? Để giảm đau và bớt bệnh đã các bạn nhé. Như thế nào nó vừa thoải mái cho mình và nó không gây áp lực. Và cái đấy thì nó mới đúng với tất cả mọi người nhé. Ok, thế thì có một cái thầy ơi giái tai sờ vào có hạt sưng thì làm thế nào hay nhất, cảm ơn thầy. Thì các bạn này, nếu mà mình sờ trên da mình cứ chỗ nào nó lồi lên, ví dụ này sẹo lồi này, u mỡ này, hạt bã đậu này, rồi mụn thịt này, mụn cơm này, thì các bạn dùng cái chiêu này này, dùng chiêu sâm bứt gừng này này. Các bạn cứ lấy sâm bứt gừng sâm tại cái vùng đó, ví dụ cái mụn thịt nó ở vùng này, cứ thấy sâm lên này này, bốn xung quanh cái mụn thịt xong sâm tại chỗ. Thì hôm nay á, mình về Bắc Giang, mình hướng dẫn lớp học của mình ở Bắc Giang ấy, có chị Mai. Thì chị cái mụn đó, cái mụn thịt ở trên mắt của chị, cái vùng xung quanh mắt này nó to bằng hạt đỗ rồi. Thế mà chị sâm, mà đến hôm nay mình quay trở lại, chị học khóa 1 ở Bắc Giang cách đây mình 2 tháng mình hướng dẫn chị. Thì chị sâm chỗ này mà cuối cùng cái mụn thịt ở đây nó bay đi mất rồi. Nó phải to hơn với miếng cao này, to hơn miếng cao này, to hơn miếng cao này. Chị sâm 2 tháng mụn thịt bay hết ngay. Và ngày xưa chị đi đốt xong rồi nó lại mọc lại. Bây giờ chị không những bị mụn ở đây mà bị rất nhiều nơi, khoảng mười mấy cái mụn ấy, chị sâm bây giờ là hết rồi. Thì các bạn cứ dùng cái sâm bứt gừng này mình sâm. Đúng rồi Thủy Huỳnh, cái sâm bứt gừng này chữa sẹo lồi này, chữa u mỡ này, mình đã hướng dẫn ở các video trước rồi. Các bạn chịu khó vào cái trang Facebook cá nhân của mình nhé, rồi các bạn xem các video trước thì mình đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Sẹo lõm do mụn để lại chữa thế nào hả thầy? À thì cái đấy mình sẽ dùng cái hít ý, cái hít của Diện Chẩn để mình kéo lên. Thì cái hít thì bạn cứ vào trong trang Diện Chẩn, bạn gõ là đôi hít nhỏ Diện Chẩn ý, là nó sẽ có ngay. Hoặc bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn ngay này. Đây là hít nhỏ này, đây là hít nhỏ Diện Chẩn bạn này. Ví dụ nó bị sẹo, nó lõm xuống thì cái hít này nó sẽ kéo ra lên, kéo ra lên này, thì nó sẽ làm cho nó bằng phẳng là lên này, bằng phẳng, và nó sẽ không còn cái vết lõm nữa. Ok rồi, còn rất là nhiều câu hỏi khác nhưng mà mình hướng dẫn đến giờ cũng được 1 tiếng rồi, nhanh quá cơ. Thế thì mình có một cái hướng dẫn nữa này. Thì mình hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn có 5 bước để làm ấm người và phòng chống các bệnh liên quan đến thời tiết thay đổi trời lạnh như này. Thì có một cái bước này nữa, bước thứ 6 này các bạn này, mình hướng dẫn này. Tuy nhiên bước thứ 6 này ấy, chỉ thích hợp với những người mà đã học Diện Chẩn rồi, hoặc những người tự đọc được. Tại vì bước thứ 6 này chính là bước thở âm dương khí công. Thì cái âm dương khí công này đối với các bạn hướng dẫn các bạn từ xa ấy, thì nó hơi khó, tại vì thở khí công nó rất là khó. Thì cái âm dương khí công là một phương pháp thở của thầy Châu. Thế thì các bạn đã biết thở âm dương khí công rồi, mình hướng dẫn các bạn là gì. Khi mà bắt đầu các bạn bước ra khỏi nhà ấy, các bạn làm 5 bước trên rồi, bây giờ bước ra khỏi nhà, các bạn vừa xoay cổ tay, các bạn vừa có thể thực hiện gì trước đó hoặc sau đó, các bạn thở âm dương khí công độ khoảng chục đường dương. Thế bình thường ấy, mình chỉ thở vài đường dương ấy, nó đã ấm hết người rồi, đã nóng người rồi. Tuy nhiên ra đến ngoài trời lạnh kia, các bạn phải thở đến khoảng 10 đường dương, hoặc là các bạn thở khi nào cảm thấy ấm nóng trong người thì thôi. Thì lúc đó ấy, mình đứng ngoài trời mình phải thở liên tục đường dương thì nó cũng ấm lên rất nhanh. Tức là mình kết hợp này, vừa đánh 6 vùng trước khi ra khỏi này, ra khỏi nhà này, đồng thời này, rồi bước ra khỏi nhà đang đứng ngoài trời này, hoặc là đang bị lạnh quá xoay cổ tay này. Tiếp theo xong nữa mình thấy cảm thấy vẫn chưa ổn, chưa ấm này, mình thở đường dương. Thì bước thứ 6 là bước gì? Bước thở đường dương. Thì cái bước thở đường dương này thì mình nhiều người là tự đọc sách, tuy nhiên nó hơi khó hiểu. Thì cái âm dương khí công này mình cũng hướng dẫn các bạn trong cái khóa Diện Chẩn căn bản ấy, thì các bạn mà đã học qua lớp của mình ấy, thì các bạn đều thở tốt. Thì người ta cứ nghĩ rằng khí công là một cái gì nó quá phức tạp và phải thở, phải học qua mấy tháng thì mới tập được. Tuy nhiên ấy, học viên của mình ấy, các bạn đã học rồi các bạn biết, thì mình chỉ hướng dẫn trong vòng 10 phút. Là ví dụ trong một lớp có 10 người thì ít nhất có khoảng 6-7 người thở là lập tức có kết quả ngay lần đầu tiên mà các bạn tập thở mà mình được hướng dẫn, ấy. Chứ còn ngày xưa mình tự tập mà mình tự đọc sách tập, mình cũng phải mất 3 năm mà chưa tập được. Thì sau này mình cũng đã sắp xếp và tìm ra được những cái cách mà truyền đạt để cho các bạn có thể tập được ngay sau 10 phút. Đó, thì các bạn chú ý rằng ấy, khi cần ấm trong người ấy, thì các bạn hãy thở âm dương khí công đường dương khoảng 10 đường trở lên, chỉ thở đường dương thôi nhé. Thở khoảng tầm 10 đường trở lên mà thấy vẫn chưa ấm, các bạn có thể thở tiếp 10 đường nữa. Tức là cứ khi nào cảm thấy lạnh hơn bình thường thì các bạn thở đường dương, các bạn có thể thở nhiều đường. Và khi trời lạnh các bạn thở đường dương ấy, đừng sợ. Đừng sợ là thở đường dương nó sẽ làm nóng trong người, làm nổi mụn nhọt hoặc làm hưng phấn quá mức hoặc gây táo bón hoặc là đi tiểu nước vàng. Tại vì lúc này ấy, mình thở đường dương để mình cân bằng lại với nhiệt độ ngoài trời. Vì thế lúc này mình thở 10 đường hay thở 20 đường để nó cân bằng với trời rét 14, 11 độ ngoài trời ấy. Chẳng qua là nó chỉ để cân bằng thôi chứ nó không hề gây nóng trong người đâu. Đó. Chứ còn bình thường mình chỉ thở vài đường thôi là đã nóng trong người rồi. Minh Hùng ơi, lớp học mà Diện Chẩn của mình ấy thì chưa có Hải Dương đâu, hiện tại mình mới chỉ có ở Hà Nội này thôi. Thì lớp tiếp theo mình khai giảng ở Hà Nội này là vào ngày 29 tháng 12 này, thì các bạn có thể đăng ký luôn để học nhé. Thì lớp ở thứ Bảy Chủ Nhật thì mình sẽ dạy vào thứ Bảy Chủ Nhật của 4 tuần, học cả sáng cả chiều, thì thích hợp với những người ở tỉnh xa thì các bạn có thể sáng thứ Bảy các bạn đi này, rồi đến đó thì các bạn nghỉ trưa luôn tại lớp học, tối thứ Bảy thì các bạn sẽ ở trọ cùng với nhau, sau đó thì các bạn học ngày Chủ Nhật rồi các bạn về. Đấy là lớp trên Hà Nội. Còn ở Bắc Ninh ấy, thì ngày 31 tháng 12 này mình sẽ có lớp dạy buổi tối ở Bắc Ninh, một tuần 3 buổi vào tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, trong 4 tuần ở Bắc Ninh nhé. Thì các bạn cũng có thể đăng ký để học tại thành phố Bắc Ninh. Mình sẽ hướng dẫn như vậy khoảng 4 đường ở Bắc Ninh, 4 tuần ở Bắc Ninh nhé. Rồi, ok, như vậy thì mình đã hơn 1 tiếng rồi, mình đã hướng dẫn các bạn những cái cách thức ấy để giúp các bạn là ấm hơn về mùa đông này. Mình hy vọng là những cái bước mà mình hướng dẫn ấy, nó rất là đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được, có thể làm được cho mình. Và mình hy vọng rằng mùa đông này đối với các bạn sẽ là mùa đông không lạnh nhé, và các bạn sẽ không sợ gió, không sợ rét, không sợ tắm, không sợ bước ra nhà vào mùa đông này. Chúc các bạn ấm và chúc các bạn khỏe và có được cái sức khỏe rất là tốt để mình có thể làm việc vào khi mà cái thời tiết nó thay đổi đột ngột thế này. Chúc các bạn thành công. Mong gặp lại các bạn vào các cái video tiếp theo, và buổi sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái chữa cổ vai gáy, tại vì cổ vai gáy này vào mùa đông ấy. Mình uống nước nhé. Tại vì cổ vai gáy vào mùa đông này, các bệnh xương khớp vào mùa đông này rất là nhiều. Thế thì mình sẽ sắp xếp vào một cái buổi nào đó, ví dụ vào buổi tối thứ Bảy Chủ Nhật một tuần nào đó ấy. Gần nhất đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái bệnh chữa co cứng cổ vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ vai gáy, thoái hóa đốt sống lưng, đau lưng, rồi tê đau lưng dẫn đến đau thần kinh tọa, dẫn đến tê chân. Mình sẽ hướng dẫn vào buổi sau. Đó, thì còn đến giờ mình xin phép tạm dừng nhé. Chúc tất cả các bạn là có một giấc ngủ ngon, và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo, hoặc là gặp các bạn vào các buổi học Diện Chẩn của mình ở trên lớp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. 2660